Có ai đây không? Alo, có ai đây không? Gì ở nhà tôi đấy? Tôi đi rừng hôm mai bị thương. Bây giờ đã tối rồi nên là tôi xin nghỉ nhờ đây một tối được không? Anh bị thương á? Anh bị thương có nặng không? Bị đá đứt khá sâu. Nhà anh ở tận đâu? Nhà tôi ở xa lắm nên là đi qua đây thấy có nhà nên tôi ghé vào. Để xin ở nhà một tối. Thôi được rồi, anh bị thương anh cứ ở đây tạm một tối. Tôi vừa làm được căn nhà ở trên đấy, tối anh cứ ở dưới này, tôi ở trên. Vâng, vậy tốt quá, xin cảm ơn cô.